Nhưng chỉ qua một lúc, Vương Tài tự cắn đứt dây thừng rồi nhanh chóng chạy theo chiếc tàu hỏa. Nó thông qua mùi của tiểu quân mà liều mạng đuổi theo tàu. Sau đó nó cố gắng mà cuối cùng cũng trèo được lên trên tàu. Sau đó nó lên thuyền chở binh lính. Vương Tài thông qua sự thông minh tài trí của mình mà nên cũng đã có thể lên được tàu. Khi nó tới thuyền, thì thông qua mùi hương ở giày mà nó tìm được tiểu quân. Nó đi chậm chậm trên tàu, nhìn những tân binh chuẩn bị ra chiến trường. Mọi người xem ra rất là căng thẳng, mà trận chiến này cũng vô cùng khốc liệt. Vương Tài vừa tới chiến trường vì muốn biểu hiện chính mình thật tốt, cho nên nó làm thay công việc của chuột bắt đầu xử lý những con chuột ở chiến trường. Cứ như vậy mà một đêm qua đi. Khi bình minh ngày hôm sau dần dần xuất hiện thì quân địch cũng đã bắt đầu bắn pháo về phía phòng tuyến của binh lính. Lúc này Vương Tài bắt đầu việc phụ trách cứu người. Binh sĩ được cứu, trong lúc ăn cơm tối, tiểu quân ý thức được đây là một tên lính Pháp, chúng ta sẽ gọi anh ta là Lão Béo đi. Lão Béo và tiểu quân nói chuyện với nhau, đến ngày hôm sau, tiểu quân và Lão Béo nhận được nhiệm vụ đi điều tra tình hình quân địch, trong quân doanh của địch. Bọn họ nhìn thấy rất là nhiều đạn động, hai người trên đường về báo tin, thì đột nhiên có tiếng súng địch khiến cho ngựa bị dọa sợ mà bỏ chạy. Lúc này chỉ có Vương Tài là người chạy nhanh nhất, cho nên tiểu quân đưa cho Vương Tài nhìn chiếc mặt nạ phòng độc một lúc. Vương Tài giống như hiểu được ý của tiểu quân cho nên liều mạng mà chạy về hướng doanh địa quân mình. Nhìn thấy trung sĩ, Vương Tài không ngừng sủa về hướng chiếc mặt nạ phòng độc. Lúc này trung sĩ cũng hiểu được dụng ý của Vương Tài cho nên liền đeo mặt nạ rồi nhanh chóng thông báo cho binh lính. Lúc này rất nhiều làn khói được bắn ra, đây chính là pháo độc bắn ra từ phía quân địch. Lúc này Vương Tài không ở lại quân doanh mà trực tiếp chạy tới thôn gần đó. Vương Tài chạy tới thì nhìn thấy một người phụ nữ cho nên nó liền hướng lên trời mà kêu. Lúc này người phụ nữ nhìn lên trường thì thấy một làn khói độc sắp lan qua đó, cho nên thông báo với mọi người đóng tất cả các cửa sổ ở nhà. Sau đó mang mặt nạ phòng độc lên, Lão Béo và tiểu quân cũng đã nhanh chóng tới được thông nhỏ đó. Bọn họ nhanh chóng trốn vào trong chuồng ngựa. Sau một hồi lâu, khí độc từ từ biến mất. Vương Tài lại một lần nữa cứu được người ở trong thôn.